Chào mừng các bạn quay trở lại với GameHub.vn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một game mới tên là Clozzle. Chúng mình vào game luôn nhé. Game này sẽ ngay lập tức gây ấn tượng cho các bạn bởi một nền đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt với những đường nét neon đầy màu sắc, trông như kiểu hình ảnh trong tương lai. Game này có 3 mức độ: dễ, bình thường và khó. Các bạn có thể chơi song song 3 mức độ này mà không bị ràng buộc, ví dụ như là phải qua được mức độ này thì mới đến mức độ này, vân vân vân. Và level 1 cho các bạn hình dung. Ở game này các bạn sẽ bị quẳng vào một không gian nhiều chiều với nhiều những cái mảnh ghép bay tứ tung. Và nhiệm vụ các bạn đấy là phải xoay sở một thôi một hồi làm sao để đưa những cái mảnh ghép này trở về cái vị trí đúng của nó, tạo thành một hình ảnh đẹp. Ví dụ như ở đây là hình ảnh của chú sư tử. Những cái level đầu thì khá là đơn giản để các bạn có thể đạt được 3 sao chỉ trong vòng chưa đến 3 giây. Thế nên là ban đầu thì mình khá là coi thường, nghĩ là game này nhạt nhẽo, chơi này chả mấy chốc mà hết các cửa. Nhưng không phải vậy các bạn. Ra thì mới biết, nếm sơ sơ mỗi một cái mức độ như này các bạn có khoảng hơn 3.000 level. Tức là 3.000 x 13 là 9.000 đúng không? 9.000 thì các bạn chơi đến già luôn, không bao giờ hết. Bật mí cho các bạn một điểm nữa, đấy là mỗi một level thì là một hình ảnh đồ vật khác nhau. Tuy nhiên là sau 4 level thì đến level thứ 5 bao giờ cũng sẽ là hình ảnh của 4 cái đồ vật trước đó. Chuẩn không? Đúng 4 đồ vật chưa? Càng về sau thì chơi càng khó các bạn ạ. Đến cái cửa cấp độ cao nhất này thì kinh khủng luôn. Đây, các bạn sẽ phải xoay chuyển không gian theo nhiều chiều khác nhau, không phải một chiều như ở cái mức độ dễ ban đầu nữa. Có hướng dẫn thì trông đơn giản này thôi. Mình chơi đến level số 7 của cái cửa khó này rồi. Đây, mời các bạn chứng kiến. Xoay một thôi một hồi, không biết cái gì vào về cái gì luôn. Mình lại còn hóng rớt hình nữa, nên là đôi khi chơi trò này cũng là hên xui. Xoay mãi không ra hình gì. Ở đây thì các bạn cũng có thể sử dụng gợi ý. Đây, cái bóng đèn ở phía bên trên này. Tuy nhiên là sử dụng hết một gợi ý thì phải 24 giờ sau thì mới hồi lại được, nên các bạn sử dụng tiết kiệm thôi nhé. Game này thì chơi khá là mượt mà trên smartphone, kể cả là tầm trung, miễn phí trên App Store và Android. Hình ảnh đẹp, dễ gây nghiện. Hy vọng là các bạn sẽ có được những giờ phút thư giãn với game này. Còn mình thì bây giờ phải cày tiếp đây. Trời ơi. Chúc các bạn may mắn và đừng quên theo dõi GameHub.vn nha.